Ok luôn anh em, tôi rất vui được gặp lại anh em trong cái buổi tối thứ hai đầu tuần. Đầu tuần này xin chúc các anh em có một cái năng lượng tích cực, có một cái sức khỏe thật là tốt, đủ năng lượng để chiến đấu đến cuối tuần anh em nhá. Đặc biệt là các anh em mà năm nay thi đại học, đấy, giữ một cái sức khỏe thật là tốt, chuẩn bị cho kỳ thi anh em nhá. Và đầu clip thì tôi xin được cảm ơn các anh em Nguyễn Khánh Duy, anh em Ngô Thanh Sang và anh em Asen đã donate ủng hộ kênh. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Và đồng thời tôi xin được cảm ơn anh em Nguyễn Sang đã đăng ký hội viên mới trên kênh. Và anh em Hiếu Thiếu Muối đã tiếp tục gia hạn hội viên trên kênh. Cảm ơn anh em đã trích một phần thu nhập để ủng hộ tôi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hình như năm nay là anh em thi vào ngày mùng 7 thì phải. Tức là chỉ còn 3 ngày nữa thôi. 3 ngày nữa là thi rồi. Ngày trước thì tôi thì cái hồi của tôi thi đại học thì nó lại thi vào cái ngày mùng 4 tháng 7. Tức là cái ngày hôm nay này. Ngày hôm nay. Đấy, ui giời, nhắc lại cảm giác cái ngày thi đại học ngày xưa nó lại ùa về. Tự nhiên nó lại chợt ùa về anh em ạ. Cảm giác vẫn còn là y nguyên. Đấy thì anh em thì cũng chỉ còn có 2-3 ngày nữa thôi là đi thi rồi. Thì cái tầm này tôi chia sẻ với anh em là tôi nghĩ là anh em nên nghỉ thôi, nghỉ ngơi thôi. Cái tầm này nghỉ ngơi, bồi bổ sức khỏe, thư giãn đi. Đấy, xem clip auto chat ở trên kênh Game Today để giải trí nhá. Tinh thần thoải mái, sức khỏe tốt. Đấy, kèm theo là một chút may mắn thì đi thi là mới tốt được, kết quả là mới tốt được. Ủa, trận này là ra được con Avenger Clay chơi Clay à? Avenger Clay, con này thì thực ra bây giờ nó không tín lắm. Đồ chưa có 2 tia. Avenger Clay thực ra là ít chọn làm co lắm. Ở trong meta mới này thì người ta không hyper roll nên là người ta thường người ta dồn đồ cho Light Blade để up cấp sớm. Anh em ạ. Không cần roll 3 sao mà. Cái bộ là Clay bây giờ chơi là nó cứ up cấp thật là nhanh lên 11 để kiếm 6 Glacier, 6 Clay thôi. Đấy là cái bộ này thì thực ra thì tôi cũng không có chơi nhiều nên là tôi cũng không tự tin lắm. Chơi Clay nhưng mà nó ra chẳng nhẽ không chơi, đúng không? Thì cứ thử xem. Kẹp ở 2 Glacier. Như này sao? Lên 4 luôn. Lấy đam anh em. Thắng thì có đam đấy, nhưng mà chắc là phải chốt cả đồ nữa anh em ạ. Rồi lấy cái chiến thắng trước. Bộ này đầu game nó yếu lắm nên là phải có đồ luôn anh em. Nếu mà lấy được đam từ đầu game thì nó mới mạnh được. Chỉ cần khoảng cộng mỗi round 10 đam thì 3 round thắng thôi là được cộng 30 đam rồi, là lúc đấy là khỏe. Rồi ok, round này chắc là tôi nghĩ là thắng rồi đó. Yên tâm, có chén thánh đầu game mà lợi thế lắm. Cái chén thánh nó cộng 450 máu đầu game mà. Cho hai con luôn đấy. Mà máu mấy con đầu game thì nó làm gì nó nhiều đâu. Nó chỉ có khoảng tầm 450 đến 500 đam thôi. Thì nó búp một phát coi như là đầy máu luôn. Rồi. Trận này nói chung là nếu mà lấy đồ như này thì cũng có thể chơi những cái bộ khác được anh em nhá. Đấy, chứ không hẳn là chơi bộ Light đâu. Cứ từ từ để xem nó có ra không đã. Nó phải ra thì chúng ta mới chơi được. Còn nếu không thì cũng có thể chuyển sang là chơi God cũng ok luôn. Anh em ạ, đồ này chơi được nhiều bộ môn. Đấy, God Clay được không? Được, God Clay cũng được mà. God Clay hay là God đỏ nhưng mà kẹp Agali cũng được. Nếu mà giả sử nhưng mà tí nữa nó không ra những cái con Clay mà theo kiểu dạng là đánh tay. Không có đồ đánh đam đánh tay chẳng hạn. Hoặc là thua nhiều quá thì chắc là phải thế. Thằng này có thắng được không? Ui. Trông to đấy. Úi dồi, hay quá. Mê. Được. Đấy, cái con Avenger Clay nó bị lém xuống dưới. Thế là đứng gần cái con gây đam chính của nó. Đứng gần con gây đam chính của nó. Thế là quả không gây đam được. Hay quá, búp máu đúng lúc sắp chết. Được quá nhở. Úi dồi, còn có thằng to thế mà tôi lọt 4 con luôn này. Không những thắng mà còn lọt tận 4 con. Được quá nhở. Hay. Berserker. Ờ thế chắc không phải gót rồi. Ra Berserker này anh em này. Được đấy. 3 Warrior nữa này.
Rồi, có 3 Warrior ở đây, 2 Clyde, 3 Warrior, 2 Glacier. Rồi, tuyệt vời, kẹp thêm 2 đỏ nữa. 2 đỏ là có thêm mỗi con là thêm 150 máu. Đấy, có cả chén thánh nữa. Được đấy. Dày rồi, dày rồi. Bây giờ chỉ cần thắng là có đam thôi. Chiến thắng là chúng ta sẽ có đam để chơi. Người thì là tương đối dày rồi đấy. Mấy cái chiến thánh đầu game khỏe không? Khỏe thật. Món đồ đầu game lấy thì tuyệt vời luôn. Nhưng mà chấp nhận hy sinh là không có đồ đam. Chấp nhận hy sinh không có đồ đam. Nhưng mà cái bộ này thì nếu mà chúng ta xác định là chơi con Avenger Clyde thì nó sẽ là cái đồ thủ nhiều hơn. Lấy đồ thủ nhiều. Heo Clyde. Heo Clyde cho vào. Up 6 nhỉ. Thực ra là bây giờ đủ tiền up 6 rồi. Đấy, nhưng mà tôi vẫn muốn là giữ lại mấy cái con ở phía bên tay trái ấy. Bởi vì mấy cái con đấy nó lên được 2 sao thì nó sẽ tăng cường cái khống chế. Nhất là con ảo ảnh. Nên là tôi nghĩ là thôi round này chấp nhận, nếu mà thua thì thôi thì cũng chấp nhận. Để chúng ta có một cái con 2 sao. Bởi vì bây giờ chưa có 2 sao anh em ạ. Bây giờ có Berserker với cả ảo ảnh là có cơ hội lên được 2 sao thôi. Ok, round này tôi nghĩ là tôi sẽ vẫn thắng đó. Hay quá rồi. Cái con Berserker tung trưởng bắn cả đàn luôn. Hay. Berserker xoay 2 lần cơ. Được, hay quá. Được đấy, ui rồi. Mỗi round là có thêm 10 đam rồi. Tuyệt vời. Mỗi round chơi qua là có thêm 10 đam này. Mà bây giờ nhá là có 4 Glacier rồi đấy. Anh em ạ. Thực ra là bây giờ cho được 4 Glacier vào rồi. Nhưng mà như thế thì mỏng quá. Nên là tôi không cho. Nó chỉ là tăng tốc đánh thôi. Nhưng mà hàng trên ấy, hàng phòng thủ và mất cái lượng máu. Nó có từ những cái con Kepler. Nên là thôi từ từ anh em ạ. Phải để cho tăng cơ phía trên. Không là không có đam đâu. Chúng ta đã gây đam yếu rồi ấy. Xong rồi chúng ta lại tăng lại yếu nữa là khả năng là thua rất cao. Hay quá. Ui. Được. Berserker lém cái mà cả đàn nó dính trưởng luôn. À đây rồi, 4 line này. Có 4 line rồi. Vậy là trận này khả năng là đi line rồi đấy. Nhưng mà vẫn toàn 1 sao, không biết có bị lừa không. Nhưng mà thôi, nếu mà ra 4 line rồi thì cho vào thôi anh em. Kích hoạt 4 line là có giáp cực kỳ to. Ở đây lên level 7 là 4 line, 4 Glacier ở level 7. Nhưng mà nói thật với anh em là cái bộ này tôi rất là ít chơi. Chính vì thế là nói về cái độ thông thạo thì nó là ở mức trung bình, nhưng nó không phải là chơi bộ này không phải hay. Đấy là nhiều khi là có thể là nó sẽ dở đấy. Nó sẽ dở trong việc roll hay là up cấp. Những cái người mà chơi bộ này thông thạo người ta sẽ rất biết cách chơi để có thể lên được 12 cơ. Chứ còn tôi bình thường tôi cũng chỉ lên được 11 là tối đa. Nhưng cái thằng top server, top 1 server chơi bộ này căng lắm. Top 1 server chơi bộ này nó chơi một phát lên 12 luôn. Thua này. Mẹ nó chứ. Vừa thay bộ xong thì thua. Cay thật. Ôi rồi xong ra sớm. Berserk ơi. Bây giờ mới ra. Chán thế. Ra sớm một round là giữ được chuỗi đấy. Cay thật. Đang có chuỗi ngon nhỉ anh em nhỉ. Nhưng mà về căn bản là cái bộ này này thì đầu game thường người ta eco chứ người ta không có đánh được chuỗi thắng đâu. Bộ này nó yếu mà anh em. Đầu game nó đâu có mạnh đâu. Xếp làm nào để cái con Avenger nó có đam ấy. Mà Avenger bây giờ 1 sao anh em ạ. Mà cũng mới có 1 con. Khả năng lừa là rất cao ở đây. Nhưng mà anh em thấy là ở đây nhá, ngoài con Avenger ra thì những cái con còn lại cũng vậy. Toàn 1 sao. Đấy, thế là tôi vẫn chưa chốt là chơi like nhá anh em nhá. Từ từ đã, đang giữ bộ Wick đấy. Có thể chơi Glacier Wick cũng được. Từ từ đã. Đây, cho Clyde này.
Về căn bản nhá, nếu mà cái bộ này chơi Glacier Wick ấy là chúng ta sẽ chơi được, bởi vì nó có con 7. Đấy, có chúa quỷ ở đây là chơi được Glacier Wick. Tất nhiên là Glacier Wick ấy, thì nó nếu mà chơi 6 Glacier thì chúng ta chỉ có chơi được ở đây là 2 Wick thôi. 2 Wick kẹp 7. Còn nếu mà muốn chơi 4 Wick thì chỉ chơi 4 Glacier thôi. 4 Glacier, 4 Wick. Đấy, kẹp thêm Warlock vào nữa. Round này sẽ gặp cái thằng có chuôi đấy. Khô máu 7 rồi kìa. Được. Để xem ai ăn được. Yên tâm, bộ line này 4 Glacier là khỏe lắm anh em ạ. Đấy, anh em thấy không? Phải chưa ạ? Ui rồi. Ui rồi. Ăn rồi. Hay quá. Được đấy. Được đấy. Thì trước cửa line luôn nhỉ? Chốt luôn cửa line đi. Thôi thôi thôi, bán Wick anh em ạ. Bán đi thôi. Đấy, vừa bán nó ra này, hay quá. Hóa ra là vì là tôi giữ lại mấy cái con Witcher nên là nó đéo ra Glide. Bây giờ thì nó ra rồi. Hóa ra là mình phải quyết đoán chốt bán đi thì nó mới ra anh em ạ. Ok. Đồ này thì cứ từ từ đã. Chưa lấy được. Chưa lấy được anh em ạ. Cái mặt lạ hút máu nó lại không phải là co của cái bọn này. Nếu mà tôi bây giờ tôi lấy thì tôi lấy giáp rồi. Tôi lấy giáp rồi nhưng mà từ từ đã. Chưa. Bao giờ mà nó phải ra được cái giáp phản ấy để cho con Avenzo ấy thì nó mới gọi là ổn. Đó, yên tâm. Tầm này mà vẫn nuôi gấu à bạn ơi. Ồ. Gấu tăng lên 2 tiền rồi, khó chơi rồi anh em ạ. À. Hay quá, một quả trứng. Một con ai mới rồi nữa thôi. Ra đi, tự ra đi. Tự ra đừng để tao phải cáu nhá. Ra cái đập luôn trứng anh em ạ. Tầm này bây giờ nói chung là chưa ổn lắm. Cảm giác chưa ổn lắm. Bởi vì đồ bây giờ là dồn cho con này. Đấy. Chứ bây giờ mà lại đồ lại 2 tia ấy. 2 tia với cả búa xét thì nó lại ok rồi anh em. Tầm này mà có đồ đam kiểu đấy thì nó lại ok cho Berserker thì quá ổn rồi. Nhưng mà rất tiếc tôi lại lấy cái đồ thủ anh em ạ. Chính vì thế là trận này mà không lên được Amazon Clive 2 sao sớm thì cũng toang ấy. Rồi, gặp thằng này chắc vẫn ăn được. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi sẽ Hyperon. Trận này Hyperon. Đánh bằng con Avenger Clive này là bắt buộc cả con này nó phải lên 3 sao mới chơi được anh em ạ. Như là chơi bằng Light Bloodline chỉ cần 2 sao thôi. Dồn đồ cho Light Bloodline với 2 tia búa xét. Hút máu trừ giáp thì chỉ cần là Light Bloodline 2 sao. Sau đó là up lên 11. Làm phát lên 11 luôn. Full 6 Clive, 6 Glacier ở level 11. Là mạnh nhất. Đấy, còn chơi kiểu mà nếu mà dồn cho con này thì tôi nghĩ là không lên 3 sao thì không đánh được. Con này nó yếu lắm. Phải lên 3 sao full đồ thủ với cả có đam cơ. Thế nên tôi sẽ Hyperon nhá anh em nhá. Nhưng mà Hyperon thì nó lại chia thành hai thể loại. Hyperon ở level 7 với Hyperon ở level 9. Đấy thì phải xem là cái nào thì nó ok hơn. Chơi ở level 7 thì chỉ kẹp được 2 Glacier thôi. Nhưng mà nếu mà lên level 9 là có thể kẹp được 4 Glacier. Kẹp với 6 Glacier. Đấy, ngày trước thì hay chơi ở level 7 bởi vì thế này này. Ngày trước thì cái con rồng nó không cần ra thì vẫn có thể chơi được 6 Glide ở level 7. Nhưng bây giờ ở cái level 7 này mà roll ra con rồng thì nó khó lắm. Chính vì thế là thường là sẽ phải là up lên 8. Up lên 8 rồi roll mấy cái ra con rồng thì đằng nào up lên 8 rồi thì chả nhẽ lại roll ở 8. Khi mà nó chả kẹp được thêm cái gì cả. Đấy, ở 8 thì nó không sức mạnh nó không gia tăng được nhiều anh em ạ. Cái bộ này là chỉ làm thứ nhất là ở 7 này, sức mạnh này là gia tăng được đáng kể là ở 7 là chúng ta sẽ có 4 Glacier, 4 Clive. Đấy mà lên 8 thì chúng ta chỉ kẹp được vào thêm một Warlock thì nó không ăn thua. Nó không đáng là bao nhiêu cả. Đấy, vẫn là 2 Glacier, 6 Clive và kẹp thêm một Warlock thì nó khá yếu. Và cái con Warlock đấy thì nó cũng sẽ phải bán đi. Chính vì thế là nếu mà chơi ở 8 ấy thì nó cũng không gia tăng được nhiều sức mạnh. Và nó chỉ là ở cái mốc 7, mốc 9 thôi. Đấy, tức là nó có hai lựa chọn, chơi ở 7 hoặc chơi ở 9. Đấy, chơi ở 7 thì được cái là con co nó lên 3 sao sớm. À bây giờ cờ lai lên 3 sao sớm thì có đam nhiều. Có đam to, khỏe, nhiều tiền, thoải mái để up. Mà roll ở 9 thì được cái là nó giữ máu tốt.
Đấy, bởi nhiều khi là nếu mà đen quá mà lại không roll ra được cái con Avenger Clay ấy, lên 3 sao ở level 7 sớm thì nó cũng vẫn là toang. Còn nếu mà lên 9 thì nó lại ổn hơn, bởi vì là nó kẹp thêm được một cái Celesi, đấy chính là 6 Clay, 4 Glacier, tức là tăng tốc lên là 50% tốc đánh thì nó cũng đỡ anh em ạ. Đấy, nên là thường là nó sẽ roll ở 9. Ở 9 là nó ổn định hơn, còn ở level 7 ấy là sẽ dành cho những cái người mà có một chút gì đấy mà hơi may mắn một chút. Tuy nhiên là nếu mà roll ở 7 mà lên 3 sao sớm ấy thì nó slowborn lắm ấy, slowborn cực kỳ luôn. Nếu mà roll ở 7 mà lên ở Avenger Clay lên 3 sao sớm. Nhưng mà tôi nghĩ trận này chắc là roll ở 9 rồi. Ở 7 thì khó lắm. Bây giờ vẫn mới một con này anh em này. Mới một con này, con này gấu assassin 2 sao ạ, vãi đái thật. Nhưng mà tôi vẫn ăn. Hay quá. Gấu assassin 2 sao. Anh em thấy lừa không? Vẫn chưa thấy đâu. Vẫn chưa thấy Avenger Clay đâu, trong khi đã có quả trứng ở đây rồi. Cay thật. Ra đi đừng lừa. Trời ơi. Con này mà nó không lên được 3 sao thì là toang đấy. Chơi Avenger Clay bắt buộc nhá anh em nhá. Điều kiện kiên quyết để giành được chiến thắng ấy là bắt buộc là phải lên được 3 sao. Còn nếu mà không lên được 3 sao thì xác định là không có top 1 được đâu. Còn Avenger Clay mà không lên được 3 sao mà chơi kiểu dồn đồ cho nó thì xác định là có khi còn top 3 cơ. Chứ top 2 chưa chắc đã được. Đấy, dồn đồ nhưng mà lại chỉ 2 sao thôi thì đánh yếu lắm. Còn con Live Blade Line thì khác nha anh em nhá. Nếu mà chơi Live Blade Line mà lên được 11 thì nó khác đấy. Lên được 11 Live Blade Line thì có 3 tia thì nó clear nhanh lắm. Với cả nếu mà giả sử như không lên được Live Blade Line 3 sao thì có thể dồn đồ cho rồng cũng được. Hai con đấy nó chung đồ. Đấy, lấy được cho cả hai con. Còn cái con Avenger Clay này, này đồ nó chỉ lấy được cho nó thôi. Chính vì điều đấy nên chắc là tôi phải xả tiền này. Kiếm con Avenger Clay 2 sao phát. Ra đi. Đây rồi, ui rồi. Cũng được. Hay quá. Được đấy. Mất 10 tiền để duy trì cái chuỗi thắng. Rồi, nói chung là lên 2 sao là ổn rồi. Có đồ. Cái Kira này không biết có lên đấy không nhỉ? Mặt lạ, điên cuồng này hút máu cũng nhiều. Kira hút máu cũng nhiều. Cái này là hút máu ít nhất này. Cái này chỉ có 5% thôi. Chắc là ghép cái mặt lạ điên cuồng đi. Kira thì thực ra làm gì có slot mà cho vào đâu. Chơi xác định là chơi 11 con. Chơi 11 con thì không đánh Kira. Úi dồi, mày hết cái kiểu đéo rồi, hết cả đội hình này kia. Mất chuối à. Ui dồi ôi. Ok, được không? Được không? Ui dồi ôi, cứ tưởng mất chuối ạ. Mẹ vừa mới xả tiền xong đập trứng các kiểu mất chuối. Không, làm gì có chuyện đấy. Có gáy gì đâu, không hề gáy nhá. Đúng thật. Pha vừa rồi là không hề gáy chút nào. Tôi rất là coi như là chuẩn chỉ luôn. Chính vì thế là không mất chuối. Khổ. Chỉ mỗi lần là gáy là mất thôi. Bây giờ không gáy thì làm sao mà mất được. Ok, vẫn giữ được chuối anh em ơi. Cộng 7 rồi. Đấy, được không? Ổn áp chưa? 93 máu. Và bây giờ thì chúng ta là đang có chuối rất ok. Bây giờ chỉ cần ra con rồng thôi là kẹp 6 Clay vào thì quá ổn luôn. Hay quá. Ui đừng chết nhá, đừng chết nhá. Đúng rồi. Hay quá. Thằng đấy nó xả tiền nó ăn tôi đấy. Nhưng mà đéo ăn được. 6 Hunter vẫn đéo ăn được. Hay. Quyết định xả tiền quá chính xác anh em ạ. Thế là giữ được cái chuỗi này đến round thứ 20. Hợp lý. Quá hợp lý luôn. Rồi, thì bây giờ lên 8 nhỉ. Lên 8 thì cũng chưa mạnh lắm. Nhưng mà nếu mà ra là con rồng thì cũng khá mạnh. Lên 8, lên 9. Lên 8 thì cho cái gì vào? Hay là roll tiếp ở 7 nhỉ? Lên 8 thì vẫn chưa có thêm một con nào đấy nữa. Nó cho vào cho nó hợp lý. Phải 2 sao cho vào là mới gọi là khỏe. Chứ còn thêm một con 1 sao mà không kích được Celesi thì nó cũng hơi thừa. Thì cái số tiền đấy nó hơi phí nhỉ.
Để tôi tính từ từ để tính đã. Đám ma pháp này. Đồ hơi khèo. Đây rồi. Xem nào, chúng ta có thể lấy thêm một cái giáp không? Thôi rồi, cứ lên 8 đã anh em ạ. Up 8 đã rồi tính. Thực ra là bây giờ mà cho thêm Avenger Clive vào kiếm thêm đam thì cũng được. Lấy đồ gì nhỉ? Giáp thép. Giáp thép là sự lựa chọn rất là hợp lý ở đây. Tăng giáp của bản thân cũng như đồng đội. Đấy, giảm tốc đánh của đối thủ, tăng tốc đánh của đồng đội. Đấy, trừ giáp của đối thủ nữa. Rất là hay. Ui ôi, chết tôi rồi. À bây giờ Clive bị bớ rồi kìa. Lên. Bật máu lên. Ui hay quá. Bắt à mày rổ tao này. Tiên sư cho mày. Ui rồi ôi. Dám coi như là counter à. Bắt bài à. Đấy rồi. Rồng rồi. Ok, 6 Clive. Lên 9 luôn nhỉ. Lên 9 luôn không? Nên chín cho chắc kèo không? Lên 9 thì thực ra là vẫn cũng 6 Glide, thêm được 4 Glacier. Hợp lý không? Thôi lên 9 luôn đi. Giữ chuối anh em ạ. Ngại gì đâu, tiếc gì mấy đồng tiền. Chúng ta tích tiền ở level 9 cũng được mà. Bây giờ chưa phải lúc tích. Rồi, thêm 4 Glacier nó khác lắm chứ. Hay quá. Vẫn còn có nhiều người đam mê gấu quá nhở. Đây chính là cái lúc mà tranh thủ leo rank đây anh em. Rất nhiều người vẫn còn đam mê của gấu. Rất nhiều người là vẫn muốn là chơi cái trò câu gấu anh em ạ. Ui quả trứng nữa này. Bây giờ hay là chơi hai Glacier thôi nhở. Kiếm đam không? Có tham tí không? Cho này vào hai con chơi không? Chơi hai Glacier thôi. Đấy, 6 Glacier, 2 Glacier thôi. Nhưng mà mua rao thắng lại kiếm thêm được khá đam á. Ngoài đam ra thì nó còn có cả sách nữa. Thêm một con human nữa thì cơ hội có sách nó sẽ nhiều hơn. Nhưng mà thực ra thì cơ hội có sách thì luôn là có. Bởi vì là đồ thì dồn cho con Avenger Clive mà. Đồ toàn đồ thủ rất là trâu. Đấy, dồn đồ cho ngựa thì chắc chắn là ngựa sẽ trụ được đến cuối rồi. Còn chết hết thì vẫn có một con ngựa sống là được. Đấy, còn nếu mà thua thì không nói làm gì. Nhưng mà nếu mà thắng thì chắc chắn là... Đấy, úi rồi 6 Glacier à? À. Nhưng mà chỉ chơi có 4 con thôi đúng không? 4 Glacier, 6 Glacier. Chơi ở level 8 cũng chưa đủ, level 9 mới đủ. Chơi như thế phải chơi ở level 9. Ok. Ổn đấy. Thôi tôi cứ tham một tí anh em ạ. Tham tí. Chắc là tôi nghĩ là không phải tham thì thâm đâu. Đội hình như này về căn bản là Avenger Clive của tôi bây giờ đam rất to rồi. Đam rất to và cũng rất là trâu. Không thua dễ thế đâu anh em ạ. Một mình con này bây giờ nó solo được ấy chứ. Có khi là một mình solo thì hết được ấy chứ. Đam bây giờ to lắm rồi. À, Assassin này. Assassin kẹp gấu à. Càng ấy. Cũng càng ấy. À lé được ạ. Lé được này. Càng ấy. Nhưng mà cái bộ này của tôi chơi nó đang rất khỏe ở đây. Rồi. Đào này thì cũng vẫn như thế thôi. Chẳng có gì khác nữa. Bây giờ dừng lại ở 9 và roll thôi mà. Đơn giản quá nhở. Chơi trận này nói chung là chơi cửa line này này. Nó cái về cái mặt gọi là phụ thuộc vào xoay bài thì nó cũng đánh giá là nó cũng chỉ độ khó nó khoảng 7 thôi. Còn khó nhất nó là gì? Khó nhất là roll ấy, thời điểm roll thì nó là khó nhất trong cái bộ này. Chọn cái bộ này cái à không, tôi nghĩ không phải. Cái khó nhất của nó phải là chọn cái bộ này. Cái việc chọn cái bộ này là chọn đúng thì là nó là cái khó nhất. Chả may mà đấy liều cái mà sai cái là bốc cứt luôn ấy. Lấy đồ ví dụ như là đầu game mà tôi lấy đồ hơi liều luôn ấy. Tôi lấy đồ đầu game tôi lấy đồ cho con Avenger Clive.
Đấy, nhưng mà rồi cuối cùng là nó vẫn ok. Đấy nó là cái khó nhất, đấy chính là lựa chọn cái con này để chơi, chứ không phải là Live Blade Line. Đấy, còn cái khó thứ hai đó chính là cái thời điểm roll. Roll khi nào giữ được tiền, roll khi nào giữ được chuối để có thể có tiền để đưa nó lên 3 sao thì nó cũng là một vấn đề khó. Thế thôi, chứ nó không khó bằng những cái bộ khác. Những cái bộ khác thì nó còn liên quan đến nào là xoay bài, chuyển đội hình, rồi thì xếp bài. Bộ này thì xếp không nhiều, xếp bài nó không quá nhiều. Và cái bộ này mặc dù cũng có đấy, nhưng mà nó không quá nhiều. Đấy, cứ tách đội hình ra một chút là được. Chứ còn thực ra thì tách hay không thì nó cũng tùy, nhưng có những cái trận thì lại tụm lại. Đấy, nhưng mà nói chung ý là nó không quá nhiều quan trọng vào cái việc là xếp bài lắm. Bộ này nó chỉ chủ yếu nó là roll khi nào thôi anh em ạ. Roll khi nào, roll khi nào đội hình mạnh ở cái thời điểm nào. Đấy. Rồi. Còn late game thì nó cũng như nhau thôi mà. Bộ này late game thì ai cũng như ai, chả khác gì. Chỉ có khác mỗi con co thôi, co đam thôi. Người thì chọn Live Blade Line, người thì chọn rồng, người thì chọn Avenger Glide. Tùy vào mỗi con thì chúng ta chọn những cái món đồ phù hợp cho sức mạnh của từng con. Ví dụ như tôi đang chọn là Avenger Glide này thì anh em cũng có thể thấy là đấy, toàn đồ thủ thôi, bởi vì đam thì không thiếu. Đam đâu có thiếu đâu, thắng là có đam mà. Chủ yếu là phải trụ được để mà thắng, để chiến thắng để có đam thôi. Thì tôi lấy đồ thủ rất là ok. Bây giờ đam này rơi vào tầm 400 thì sợ bố con thằng nào đâu. Mạnh rồi, có tốc đánh có đam. Đấy là tôi còn bây giờ tôi vẫn còn đang tham ấy, vẫn chưa phải mạnh nhất đâu. Về đấy, lên 9 rồi này. Này lên 9 đủ bộ đấy. Nhưng vẫn đeo ăn được cơ. Ui giời, không ăn đùa. À bây giờ cái Live này mà bảo solo với Live Blade Line thì làm sao Live Blade Line có cửa. Không có cửa anh em ơi, lên 3 sao thì mới có cửa. Live Blade Line lên 3 sao mới có cửa anh em nhá. Mà đấy là Live Blade Line 3 sao có cửa là khi mà đánh theo kiểu là đánh team ấy, đánh team up ấy thì mới có cửa, chứ còn đánh solo thì vẫn làm gì có cửa đâu. 1v1 thì chắc chắn là không à. Nhưng mà đánh kiểu đánh đông ấy, ví dụ như tất cả đều 12 con đánh với nhau thì Live Blade Line nó vẫn khỏe hơn. Đấy, với cả những cái bộ khác nữa, gặp những cái bộ khác. Chứ còn Avenger Glide này mà gặp mấy bộ như bộ Beat Demon thì chắc là cũng phải quỳ đấy, không ăn được. Gặp Beat Demon thì khá là khó chịu. Khỏe thật, bộ Live bây giờ nói chung là tôi thấy, tôi là một cái người mà không biết chơi nhá. Chơi phải nói là rất ít luôn, không chơi mấy luôn. Anh em thấy tôi rất ít chơi bộ này. À, mỗi lần mà tôi chơi thì y như rằng là đấy anh thấy không? Nó dễ chơi. Bộ này nó mạnh anh em ạ. Nó bản thân nó đã mạnh sẵn rồi nên cũng không phải là tôi chơi hay. Từ đầu game giờ tôi chỉ chăm vào cái việc roll thôi, thời điểm roll thôi, chứ tôi cũng không có xếp đội hình nhiều. Cái trận đấu này là cũng gọi là bình thường thôi. Đấy, đội hình thì từ nãy giờ cái con Amazon Glide nó vẫn đứng ở cái vị trí đấy. Nó vẫn đứng ở bên cánh trái, chưa thấy có gì thay đổi luôn. Từ đầu đến giờ vẫn mấy con nó vẫn đứng im một chỗ. Thế nhưng mà sức mạnh thì tuyệt vời luôn anh em ạ. Phải nói là rất là tuyệt vời. Bộ Glide bây giờ nó bắp nó hơi quá tay đấy. Mà chưa thấy cái update mới nhá, là cũng chưa thấy là có giảm sức mạnh tí nào đâu. Chưa giảm sức mạnh luôn. Đấy, top 1 server thì vẫn đang spam. Top 1 server vẫn đang spam bộ này hàng ngày luôn. Mỗi ngày tầm đều đặn 10 trận để giữ top server. Vẫn giờ spam Glide rất đều. Thôi thì đủ đơn với cả anh em top server chơi một trận vậy. Trận này là chả qua là được cho. Ui thôi chết mẹ, thua này. Ui, ui rồi ôi, có ăn được không? Thôi chết tôi rồi. Nhấc cái tay lên rồi mà đeo búp được máu, chán thật. Ui, ui rồi ôi, thế là thua. Mất chuối rồi. Mất chuối cho ai không mất, lại mất chuối cho cái thằng mạnh nhất. Chán thật. Thôi bán nó rồng đi anh em ạ. Rồng này không lên được 3 sao đâu. Mua Live Blade Line này. Lui thêm con Live Blade Line nữa. À, những cái rau quái này thì chúng ta cứ cho thêm ngựa vào để kiếm thêm đam thôi. Rau 30 rồi.
Round này thì anh em biết là đồ gì không? Chén thánh. Càng trâu càng tốt. Chén thánh thôi. Còn nếu mà không có chén thánh thì lấy cái gì? Không có chén thánh lấy giáp phản. Giáp phản hồi máu. Con này nó chỉ có mấy cái món đồ trần phai đấy thôi mà. Giáp phản hồi máu với chén thánh thôi mà. Vừa nãy là vì là cái con này nó vẫn chưa đủ độ trâu, nên là con gấu nó vẫn chém nó clear được ở trong quả assassin ấy. Đấy, nhưng mà nếu mà con này mà nó có cái chén thánh nó giảm sát thương đi thì không ăn được đâu. Anh em biết tại sao mà nó lại bị sát thương, nó ăn vào máu không? Bởi vì cái chém lan của con gấu á. Con gấu nó có cái chém lan là nó là sát thương thuần. Ui mẹ ơi, tôi chết tôi rồi. Full thằng chờ rồi. Không ổn, không ổn. Thế phải bán bớt đi thôi. Thôi tạm thời bán con Fortuner Teller đi. Chưa cần. Con này bán luôn này. Deflector bán luôn. Về căn bản ấy là cái bọn này nó phải lên được 11 cơ. Anh em ạ, thôi tí tìm sau. Chủ yếu là bây giờ cần là cần mấy con Clive lên 3 sao thôi. Ưu tiên cho mấy con Clive. Đấy, còn cái con Lancer thì giữ lại thôi. Lancer khó ra thì giữ lại. Còn lại những cái con kia thì thôi tí nữa tìm sau anh em ạ. Bán đi. Chưa cần. Ok, Glacier là trông có vẻ khá nhiều người chơi Glacier ấy chứ. Nhưng mà không có cái bộ nào nó mạnh bằng cái bộ Lai đâu. Lai bây giờ nó búp nhiều quá. Nhà phát hành búp kinh khủng điển luôn. Lên đi. Giải tán cho tôi. Giải tán cái hàng chờ. Không được rồi. Từ từ đã. Chưa. Ráo sau tiếp anh em ơi. Đó. Chúng ta còn hai cuốn sách nữa rồi. Hai trận thắng nữa, tức là round 35 và round 40 là chắc chắn lên được 11 rồi. Yêu cầu sống đến round từ 40 là quá dễ rồi anh em ạ. Đây, gặp lại em ăn được không nhá? Có chiến thánh khác đấy. Có chiến thánh khác đấy bạn ơi. Được không? Ăn được không? Ăn được không? Hồi máu kinh chưa? Ui rồi, hồi máu kinh chưa? Ăn được rồi. Xin lại cái chuối. Hay quá. Khỏe đấy. Rồi lại xả tiền tiếp anh em ơi. Nhanh nào. Tôi cần phải giải phóng cái hang chờ. Ra. Đéo ra con nào luôn. Một cái nữa. Ui rồi, đéo được rồi. Thế này lại phải bán bớt rồi. Thôi bán con rơi đi. Bán rơi đi. Bán rơi đi anh em ạ. Thôi, rời đéo trời nữa. Ưu tiên vẫn ưu tiên cho mấy con Agali, Avenzo với cả Lightblade nha anh em nhá. Hellclay nữa. Đó. Thế thôi. Tầm này rơi chắc không lên được 3 đâu. Ở level 9 mà roll 1 tiền hơi khó. Bây giờ ấy là tôi cần là con Avenzo Clive lên được 3 sao cơ. Bây giờ Avenzo Clive lên 3 sao mà từ nãy giờ tôi luôn đéo ra. Hơi đen. Còn hai con nữa thôi. Một con nữa thôi, ra đi. Heo Clive lên 3 sao được rồi. Ok, giải tán được chút. Dừng lại đã. Anh em ạ, bình tĩnh. Lại tích tiền nha anh em nhá. Tích tiền lên 50. Lên 50 tiền để up được lên 10. Up lên 10 xong rồi là lên 11 luôn anh em. Đủ rồi. Đủ sách rồi. 12 cuốn. Hy vọng ở round sau là con Avenzo Clay lên được 3 sao. Lâu quá rồi. Đã 35 rồi mà chưa lên được 3 sao. Đúng là cái roll ở 9 này nó hơi xui. Nếu mà chơi luôn ở 7 chắc là rơi vào tầm khoảng năm 20 đến 25 là đã lên được con này 3 sao rồi. Đấy mà Avenzo Clive mà lên 3 sao từ round 25 ấy nhá. Tức là nó là trung bình ấy.
thì là cái con này đến round thứ 35 ấy là nó sẽ được cộng, nó rơi vào tầm khoảng 200 dam, thêm được 200 dam. Nhưng mà tôi bây giờ tôi đang chơi theo kiểu là thôi thì không lên được 3 sao thì mình cho hai con vào vậy. Thì cũng là cộng thêm được gần 500 dam rồi, là cũng ok. Cho này cộng 500 dam là ổn rồi. Đồ toàn đồ thủ thôi mà, toàn lấy đồ thủ. Nó trâu ở trong combat là được. Tí nữa một solo với cả 10 luôn. Như anh em nhá, chúng ta sẽ xem đến cái lúc mà nó một solo với 10 để xem sức mạnh thật sự của con này nó như nào. Ok. Rồi, round này là tôi thậm chí là tôi bỏ vào đấy 4 con. Nếu mà chúng ta thắng ấy thì hai con 2 sao nó sẽ là được cộng 15 dam, tức là 30 dam. Đấy, còn hai con ở dưới thì nó sẽ được cộng 10 dam, 20 dam nữa là cộng 50 dam trong cái round quái này. Cộng thêm 50 dam cơ mà. Khác gì một món đồ cam đâu. Không khác gì một món đồ cam cả. Cụ thể ở đây nó sẽ là cái MKB gậy như ý. Nó giống hết luôn, đam nó chỉ trong vòng một round thôi. Đó. Ui ui, tương gia này, hay quá. Được luôn bạn ơi. Hay thế nhờ. Ghép luôn chém la này. Rồi. Xong rồi. Từ từ đã anh em ạ, chưa up 10 vội, roll tiếp đã. Đưa lại Blade Line với cả con Agali lên 3 sao đã anh em ơi. Cứ bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Chưa nhá anh em nhá. Lên là sớm, nó chết sớm, chưa kịp lên 3 sao. Đấy, từ từ đã. Hành hạ đối thủ một chút. Bây giờ cái tầm này thì 3 vả là chết. 3 vả là chết, 3 vả là chết. Ồ. Khỏe chưa, anh em thấy khỏe chưa? 3 vả là chết thôi anh em ơi. Để rồi, một con nữa. Một con nữa. Vẫn chưa ra. Ui, kiếm đâu rồi con ngộ 02 vậy? Vãi đái. 9 Assassin à? Ngộ 02 sao? 9 Assassin kẹp ngộ 0 thì vẫn không ăn được. Làm sao mà ăn được? Ây ây ây, chém kinh ấy. Cũng kinh, ui rồi đầy ặc máu luôn kìa anh em kìa. Căng chưa? Khỏe chưa? Ui con này bất tử rồi. Kỵ sĩ bất tử anh em ơi, đoánh gần chết hồi máu đầy luôn. Đấy, có hai món đồ chuẩn phái của nó mà. Hai món đồ chuẩn phái, chén thánh với cả cái giáp phản hút máu thì con này chắc chắn là thành kỵ sĩ bất tử rồi anh em ạ. Làm gì có cái cửa ăn. Rồi đấy, dấu chấm hết cho đối thủ. Lên 11 luôn, kiếm một con Glacier nữa. Fortuner theo lơ, đây rồi, ui rồi ôi. Thế thì thôi xác định các bạn ơi. Ui rồi ôi, lại có lên được Agali Clyde lên 3 sao nữa. Thôi xong. À kẹp thêm 3 Metalite à. Rao này kẹp thêm 3 Metalite. À. Cứng đấy, cũng cứng đấy, cũng cứng đấy. Cũng cứng đấy, nhưng mà hai vả chết một con. Đéo ăn thua, đéo ăn thua. Ui rồi, ui rồi, ui rồi, ui rồi. Ui. Trời ơi. Đéo ăn thua, chả mất tí máu nào luôn. Cuối trận mẹ đầy máu luôn. Không hiểu kiểu gì. Không thể chém được vào người con này luôn ấy, cái tầm này bất tử rồi. Anh em ạ, à, tầm này bất tử rồi. Đây là tôi còn, đây là tôi còn giả ngu, tôi còn cho cơ hội để cho con Avenger Clan của tôi nó đứng trước mặt một con nó đang có hệ Spirit đấy nhá. Là tôi để nó ở đây luôn đấy, để cho nó chạm vào hai con Spirit, cho nó cản lại đấy, để cho anh em thấy sức mạnh là 1 vs 10. Đấy, là tí nữa là chết hết đi để một mình con này nó solo. Đấy, chứ còn làm gì mà còn có cửa nữa anh em ơi. Đấm làm sao mà vào máu được. Ui ôi, round này con đéo đóng đá là phát nào cơ. Rồi ôi, thế thôi xong rồi. Thế thì khó cho bạn rồi. Đấy, mặc dù là kẹp vào 3 Metalite đấy, 3 Metalite, nhưng mà nói thật là 3 Metalite đấm cho 3 phát chết còn. Giảm phần trăm sát thương nhưng vẫn chết bình thường. Quá căng. Đấy, hình như đối thủ có hỏi là kẹp Kira vào thì liệu có ăn được không nhỉ, thì kẹp thử thì biết. Rồi sao lại còn phải hỏi.
kép sẽ biết ngay chứ cái gì đâu. Nhưng mà theo tôi thì chắc là cũng lâu hốp, không có cửa đâu. Cái bộ này nó công thủ toàn diện rồi anh em ạ, nó gọi là toàn diện rồi. Tốc đánh này, tốc đánh thì nhanh này, đam thì to này, phòng thủ thì cực kỳ chặt chẽ, nói chung là không thể ăn được. Đấy, bộ này nó đang meta mà. Vào tay người chơi không biết chơi như tôi còn vẫn còn như này, dễ như này thì không biết là vào những cái ông mà pro player client thì không biết là như nào. Đấy, rất là cảm ơn các anh em đã theo dõi. Anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký có thể đăng ký kênh để xem các clip khác của tôi. Còn nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái để xem một siêu phẩm vào hôm chủ nhật. Tôi thu phục cái con Tề Thiên Đại Thánh 3 sao nó như thế nào anh em nhá. Rất hay đấy, tùy tôi đi, xem đi, hay lắm anh em ạ. Và anh em cũng có thể chọn clip phía bên phải, một cái trận đấu mà cực kỳ là sinh tồn luôn. Tôn Ngộ Không lang thang ở trong Kỷ Băng Hà anh em nhá. Rồi, và cuối cùng nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc hoặc link dưới phần mô tả của video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.